Trong thế giới điện ảnh, có những tác phẩm không bị phai mờ hay lãng quên theo năm tháng, mà ngược lại, thời gian càng tôn thêm giá trị cho nó. Được mệnh danh là viên ngọc của điện ảnh Mỹ, bộ phim It's a Wonderful Life, chuyển thể từ truyện ngắn Món quà vĩ đại nhất của Philip Van Doren Stern đã thực sự trở thành món quà tuyệt vời cho khán giả mỗi dịp Giáng sinh về. Bộ phim kể về một thương nhân nghèo khổ nhưng cương trực và tốt bụng George Bailey. Đêm Giáng sinh, đứng trước nguy cơ phá sản và vào tù, George nung nấu ý định tự tử với suy nghĩ biết đâu cái chết của mình sẽ đem lại một khoản tiền bảo hiểm lớn dành cho gia đình. Cùng lúc đó, trên cao, các vị thần cũng đang nhìn lại cuộc đời George từ khi còn là một cậu bé đến hiện tại. Cả cuộc đời George chỉ luôn đắm đắm một ước mơ là một ngày nào đó có thể rời bỏ thị trấn Bedford Falls già cỗi để đi khắp thế giới. Thế nhưng, cũng như nhiều người trẻ khác, anh bị giằng xé giữa ước mơ của bản thân và trách nhiệm với gia đình, bạn bè. Theo một tiếp kết thúc có hậu như nhiều phim Giáng sinh kinh điển, nhưng It's All a Wonderful Life vẫn có cách xử lý rất khéo léo ở cuối phim. Xét cho cùng, không có phép màu nào có thể thực sự giải quyết vấn đề của George ngoài những con người bằng xương, bằng thịt. Bộ phim kết thúc trong cảnh mọi người quây quần bên nhau, hát vang Auld Lang Syne, bài hát truyền thống về tình bạn vẫn được hát vào dịp Giáng sinh và vào năm mới tại Mỹ. It's a Wonderful Life được lưu trữ trong Viện Lưu trữ Phim Quốc gia Mỹ vì tính văn hóa, lịch sử và tín hiệu thẩm mỹ. Bộ phim được Viện Điện ảnh Mỹ xếp vào vị trí số 11 trong top 100 phim vĩ đại nhất mọi thời đại vào tháng 6 năm 1998. Năm 2003, It's a Wonderful Life được Radio Times bình chọn là phim Giáng sinh hay nhất mọi thời đại và bộ phim có nụ hôn kiểu Giáng sinh đẹp nhất.